Mày ngố, cậu sắp được đến một vườn hoa thật là đẹp luôn, đẹp như trong tranh vẽ. Ha ha, phải đấy, tớ với bác nông dân chăm sóc kỹ lắm. Ơ bác ơi, hoa đâu hết rồi bác nhỉ? Nay đường đông quá. Còn tớ chẳng kiếm nổi bông hoa nào để trang trí mùng 8 tháng 3. Hay chúng mình mượn phi thuyền của bác giáo sư để du hành khắp nơi, hái những bông hoa ở chỗ khác. Này này, U Su, không đợi tớ với à? Ôi, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Những bông hoa đó sẽ không tồn tại được lâu khi cháu đem về đâu, vì chúng thuộc vùng khí hậu khác. Cháu chào bác giáo sư, sao bác biết vậy ạ? Ta đang ở vùng có khí hậu giá rét, bị đem về vùng khí hậu nóng bức chúng ta có chịu nổi không? Dạ không ạ. Những loài hoa cũng tương tự như vậy. Khi trái đất nóng lên, chúng cũng rất khó chịu, nhưng chúng đã thích nghi. Dạ nhưng bằng cách nào ạ? Chúng đã cho ra hoa nhanh hơn 8,5 lần và cho ra lá cũng nhanh gấp 4 lần bình thường. Trên trái đất chúng ta có gần 1.634 loài thực vật đã làm được điều đó. Ôi, không những bông hoa nở sớm là vì điều đó ạ? À? Nhưng gần hết mùa xuân rồi mà hoa vẫn chưa nở, tại sao lại thế hả bác? Do hàm lượng carbon dioxide, đó là CO2, trong khí quyển tăng lên, từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch đã làm ảnh hưởng đến chu kỳ sinh trưởng của cây cối. Nhiệt độ trái đất tăng lên, thời gian nắng và cây... Nhiệt độ trái đất tăng lên, thời gian nắng và thời gian mưa thay đổi. Như vậy, cây cối cũng buộc phải thay đổi tập tính của chúng như cách sinh sản, nở hoa hay ra lá. Carbon dioxide, đó là CO2. Trong khí quyển tăng lên, từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch đã làm ảnh hưởng đến chu kỳ sinh trưởng của cây cối. Nhiệt độ trái đất tăng lên, thời gian nắng và thời gian mưa thay đổi. Như vậy, cây cối cũng buộc phải thay đổi tập tính của chúng như cách sinh sản, nở hoa hay ra lá. Có phải vì trái đất đang nóng lên, hạn hán, lũ lụt cũng diễn ra nhiều hơn không ạ? Làm cho những loài hoa không thể nào phát triển đúng vụ được. Đúng vậy, cứ mỗi một thập kỷ, trái đất lại nóng lên 0,2 độ. Khí hậu không ổn định khiến các sự kiện cực đoan như lũ lụt, hạn hán, nước biển dâng và sự mất mùa cũng trở nên phổ biến hơn, thật là đáng buồn. Ôi mệt quá, mình không những chẳng kiếm được hoa mà còn thêm buồn phiền. Gừ, tất cả là tại mi đó. Những thiết bị như mi làm ngập tràn khí carbon. Này, U Su, đừng cáu giận đấy chứ. Hoa của bác nông dân đây. Tại sao? Bác ấy đã nói với tớ rằng do biến đổi khí hậu, những cây của U Su sẽ ra hoa trái vụ. Điều này không để tránh khỏi. Nhưng người nông dân phải luôn biết cách đối phó với sự biến đổi này. Họ có những phương pháp giúp hoa nở đúng mùa, hay chống xói mòn, hạn hán và lũ lụt hay lắm đấy. À, cậu phải kể thêm cho tớ mới được. Nhưng chúng mình phải về đã, cũng muộn rồi. Này, mày ngố, tớ hy vọng tới đây người ta sẽ biết sự nguy hại của khí carbon và giảm thiểu được chúng. Và sẽ có nhiều tiến bộ khoa học để có thể cải thiện môi trường tốt hơn. Cậu có nghĩ thế không? Tớ tin lắm chứ.